Dạ, xin chào cả nhà mình ha. Chào cô chú anh chị em mình đã quay trở lại kênh của em. Dạ rồi thì cũng quay quanh thì quay lại một số cây tại vườn ha. Thì cho cô chú anh chị mình xem. Xem thời điểm này thì trong vài ngày thì nó như thế nào ha. Thì có những cái trường hợp để mình xử lý cho nó kịp thời, kịp lúc. Đó thì ở đây thì vườn của em nè cả nhà. Thì hôm nay là cũng giữa tháng 6 rồi, 16, 17 tháng 6 âm lịch rồi ha cả nhà. Thì thời điểm thì cũng có những cái vườn, ví dụ như anh em những cái vườn khác thì người ta đã cũng như là đi cái lượng kali người ta đã đi một đợt hai đợt rồi. Thì những anh em mà những cái vườn mà nó có khung tàn, những cái cây nó già mùa đó cả nhà, người ta đã đi lượng kali và người ta dặn lại cho nó lớn xương, nó tạo nụ ha. Đó thì để cho cây mai của mình muốn cái dàn nụ nó đẹp tết, mà nó đẹp, nó lớn, nó bông chùm. Thì những cái khu vườn mà người ta có kinh nghiệm, người ta chia, người ta đã làm, thì hàng năm người ta sẽ có một cái quyết định ta làm như thế nào cho đúng ha, đúng chu kỳ, và làm sao cho cái bông, cái nụ nó nở, thứ nhất là nó nở đẹp nè, thứ hai nữa nó bông chùm nè cả nhà, và nó nở đều ha. Đó là cái cách để những cái vườn mà tết người ta sẽ cho thuê hoặc là mua bán đó. Thì cũng như đúc kết những cái kinh nghiệm mà chia sẻ cho cô chú anh chị em mình, để có mà những anh em mình mới tập chơi 1 năm 2 năm thì cũng có một số cái kinh nghiệm, nhưng mà sẽ chưa có kinh nghiệm nhiều á, thì để giao lưu học hỏi, chia sẻ cho anh em mình những cái gì mà nó quan trọng trong cái khi mà mình nuôi một cây mai, tới thời điểm mình tạo nụ thì mình sẽ tạo như thế nào cho nó đẹp ha. Thì những clip trước cũng chia sẻ khá là nhiều, thì quay quanh những vấn đề đó thì anh em mình có thể tham khảo lại ha. Hoặc là có thể anh em mình, trên trường hợp anh em mình cái cây hiện tại như thế nào thì anh em mình có thể điện ha, điện thoại hoặc là Zalo gì đó thì quay để có thể mình xem và mình chia sẻ những cái gì mình biết ha, cho anh em mình, để làm một cây mai cho tết mà nó chuẩn bông, trước tiên là nó chuẩn bông nụ ha, và cành nhánh để cho nó đẹp đó. Nói chung thì ở vườn thì không có đồng đều đâu cả nhà. Ví dụ một cây nó đi tược nhiều, một cây nó đi tược ít, một khung tàn lớn, một cây tơ và cây già mùa thì nó khác biệt với nhau rất là nhiều ha. Ví dụ như cây 3-4 mùa thì nó có cái khung lớn rồi, mình chỉ cho đi khoảng 3 cơi thôi, mình lấy khoảng 3 cơi thôi cả nhà. Có những cây mình đi lấy 2 cơi đó. Trường hợp những anh em mình muốn cái nụ nó lớn nữa ha, lớn nữa, thì tháng này là số nụ người ta cũng có trường hợp là đã lớn cả nhà, nhưng mà ta nuôi cái dàn lá ta bảo vệ rất là tốt ha, không có cho bị bệnh nè. Thứ nhất là không cho bị bệnh, thứ hai nữa là mình giữ lượng nước đừng cho khô. Thường thường là những cây ghép của mình nó khô mất một nước một buổi thôi, là những cái cây đó nó những cái lá mà lá già thường là nó sẽ mau già mà nó rụng ha. Do vậy là kết hợp phân thuốc nè cả nhà. Còn thứ hai nữa là phải giữ nước ha, giữ nước, cái lượng nước là rất quan trọng ha. Cái nào khâu nào thì nói chung cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm của nó đó, nên anh em mình có thể là mình tham khảo hết cả nhà. Đây, như cái cây Phú Tân của em thì hôm trước muốn nói thì giãn cách ra, không có đi cái lượng phân nhiều nữa ha. Đây, có nở một cái bông cả nhà. Ồ, cái bông này nhiều cánh rồi cả nhà, nó rớt số cánh rồi nè, này nó rớt có 3-4 cánh ha, rất nhiều cánh. Cái này khoảng chắc cái bông này gần 20 cánh luôn cả nhà ơi. Ui, nhiều quá ha. Đây còn nè, rớt như vậy mà cũng khá nhiều nè cả nhà. Bông này khoảng 5 phân mấy thôi cả nhà, nhưng mà cánh nè cả nhà thấy ha, cái lậu Phú Tân này cánh nó tròn đều hết, nó rải đều hai lớp nè cả nhà mình thấy, nên nó không có kẽ hở. Sợ nó nở thẳng ra thì bông nó tròn đều hết. Những cái loại khác thì cả nhà thấy như, ví dụ như nó có nhiều khi nó những cái bông này nó nhọn ra, nó có những cái kẽ hở như vậy nè cả nhà. Như kẽ hở như vậy nhìn thấy cái bông nó không có tròn đều được ha, nhìn thấy không đẹp. Nhưng mà cái loại Phú Tân này thì em thấy đặc biệt nó cũng khá là đẹp nè cả nhà. Không phải là em có một cây hai cây Phú Tân mà em khoe ha, nhưng mà cái gì thì nó đẹp thì em khen đẹp hết nha nha. Đó, Thủ Đức thì em không bỏ nè,
Phú Tân và Đa Phúc nè, những cái loại mà có thể mình chơi lâu dài thì em sẽ chia sẻ lên cho anh em mình chơi một hai cây đẹp ha. Chơi cây đẹp để mình chơi nó lâu dài thì nó không có mất giá trị như cả nhà. Mình vừa chơi mình cũng vừa kinh tế nữa ha. Ví dụ như có thể là mình tới cái mức độ nào đó mình không còn chơi nữa, mình chơi đã thấy thích nhiều quá, mình chơi chán rồi thì có thể mình bán lại ha. Bán lại thì giá trị nó rất là cao. Còn những cái dòng mà không chơi không được lâu đó thì nó sẽ mất giá trị, anh em mình chơi xong nhiều khi bán lại ha, bán lại nó lỗ rất là nhiều đó. Do vậy mình vừa chơi kinh tế nữa cả nhà. Thích là một cái niềm đam mê, nhưng mà chơi thì mình không thích nữa có thể mình bán lại, mà mình bán ra anh em mình thích liền ha, không có phân vân. Thì khi cái giống đó thời đó nó bị lỗi thời thì anh em mình không có chơi. Không lẽ bây giờ mình mua cái cây và thành phẩm để cắt lại, mình cắt phôi lại mình để mình ghép cái khác thì nó sẽ mất giá trị ha. Do vậy thì anh em mình chọn một cái giống để mình chơi những cái cây đẹp, chơi lâu dài thì có thể mình chơi một cái giống là mình chọn nó thị trường nó đang ưa chuộng nha cả nhà. Cũng mới mưa nữa nha, thấy mát mẻ quá, quay cho cô chú anh chị mình xem. Nói chung là năm nay thì cái lô cây của em nó khá là đạt nữa nha, khá là đạt, sung khỏe ha. Thì thấy em cũng đã chỉnh sửa, mà hôm nay chỉnh sửa những cây bonsai cũng khá nhiều rồi, nó chỉnh sửa cũng đầy đủ hết rồi ha. Những cây này thì có thể là vài ngày nữa em sắp xếp ha, thì em sắp xếp rồi em sẽ quay một số mã số để giao lưu cùng cô chú anh chị em mình. Thì rất mong cô chú anh chị mình sẽ thấy ưng ý cây nào thì có thể là ủng hộ nhà vườn em ha. Đây, cây đã chỉnh sửa và chỉnh xong thì cũng đã mổ đi một cái cơi nữa cả nhà. Như cây này em chỉnh ra rồi ha, bắt đầu nó lú cơi tiếp đây, mình vẫn bấm ha để cho nó kẹo tàn. Khi lại lá ra thì cái tàn cây của mình nó nhánh nó nhiều thì nó không có bị thưa thớt ha. Cây nó nhìn thấy nó kẹo tàn rất là đẹp. Cây này có cái cành phóng nha cả nhà, nhưng mà cái thân trụ lắc rất là đẹp ha. Này chưa sửa nữa cả nhà, này nó sùm xê lại, trước kéo này nó sùm xê ha. Đây có cái đổ nhỏ này rất dễ thương nha cả nhà. Thì để em chỉnh nhẹ lại nữa ha, chỉnh nhẹ lại nữa thì em sẽ giao lưu cho cả nhà mình. Cây này đổ mà cái gọng lắc nó nè, cả nhà thấy nè. Cái này em ghép dạo Đa Phúc nữa cả nhà, được hai mùa ha. Đây cả nhà thấy em đóng nè, đóng một cái cốt ngay trên đây, cái này nó lớn như nè, nó bằng ngón tay út kìa mày ha, liền luôn rồi. Cành đổ đây sẽ điểm xương lại thì cũng giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn. Thì nay cũng thời điểm này mình mua về thì có thể mình đi phân nhẹ được cả nhà, mình cũng chỉ đi phân đi dưỡng thôi, bình thường thôi. Tại vì khi qua tháng 8 thì em bắt đầu là giảm phân thuốc ra rồi, có thể là để cho nó ăn những cái tược non luôn nha cả nhà, đó là cách hiệu quả nhất nha cả nhà. Sâu bệnh nó ăn chặn đọt luôn, không cần thiết mình phải xịt chặn đọt. Nhiều khi mình xịt nó sẽ ảnh hưởng những cái dàn lá của mình. Xịt chặn đọt thì thường là cái lá của mình nó sẽ bị khựng ha, và cái lá nó xấu ha, nó xấu. Mình vừa tốn công tốn tiền thuốc nè, nhưng mà lại nó nhiều khi nó không hiệu quả nữa ha. Trường hợp thì qua tháng có thể tháng 9 ha, giữa tháng 8 cuối tháng 8 tháng 9 thì bắt đầu giảm phân thuốc ra để cây mai của mình nó đã sung khỏe rồi, nó tự tạo nụ nha cả nhà. Nó tự tạo nụ, có thể là giãn ra 20 ngày mình tưới một đợt để giúp cho nó cái nụ và cái dạng xương nó lớn lên thôi. Thì thời điểm đó mình cũng đi cái lượng kali cao thôi nha cả nhà, đi dưỡng đi kali cao để giúp cho cây mai mình nó dạng xương nó lớn và cái dạng nụ nó sẽ to hơn. Bông thì giúp bông nó sẽ nở nhiều và nhiều búp ha. Đây thì cây tứ quý nè nha, tứ quý em ghép Thủ Đức ha, hoành khoảng 40 thôi nha. Chi cành đây thì sữa nhạo ha, tứ quý mà sữa cốt nhạo này em đóng mà em nói ngoài nè,
nay nó cũng có số nó liền này cả nhà, cái này nó liền này. Chẳng để rất là dễ thương nha. Cái này là tháng mùa này thì hơi lỡ cả nhà, tháng này hơi lỡ thì không có thay chậu được ha. Thì qua tháng 11 thì cây này mình em sẽ thay chậu nè, thay chậu lên cái chậu đẹp ha, này lên chậu đẹp là dừa. Những cây phôi chỉnh sửa hôm trước cái nhánh này điểm gió nó gãy nha nha, cắt bỏ này nó lú ra ha, lú ra đánh dàn cột rất là dễ thương nha. Nhưng mà một cái cây thiên nhiên ha, nhưng mà đường nét thì nó không có thiếu nha cả nhà. Cây này hôm trước thì cả nhà nhớ, nếu năm rồi thì có xem clip nhớ nè, cây này là ghép dảo nhung, dảo nhung ha, nhưng mà em không có thích cái giống dảo nhung, em cắt bỏ nè, em cắt bỏ lại những cái cốt này hết, những qua loại dảo nhung thì em sẽ đóng phú tần nè, cây này em ghép lại phú tần. Cả nhà thấy ha, nhớ ha, nếu mà có xem clip năm rồi thì em nói cắt lại đây để mình tạo dáng lại, thì cả nhà nhớ cái này nè, phú tần nha. Cái đổ cây này em giao lưu rồi nha, gốc nhớt luôn, đổ cúp luôn nha. Dạ rồi thì cũng quay sơ lược lại ha, sơ lược lại chia sẻ một số vấn đề cho anh em mình xem qua và chia sẻ một số cái kinh nghiệm để anh em mình có thể là mình tháng này thì mình sẽ làm gì ha, làm gì để cho cây mai của mình nó tạo nụ đẹp và nó xanh tốt ha, sung khỏe ha, thì anh em mình tham khảo ha, có thể là kết bạn Zalo hoặc là điện thoại để chia sẻ những kinh nghiệm như thế nha, thì rất vui được anh em mình ủng hộ ha, cũng như trao đổi những cái kinh nghiệm mình biết được cho anh em mình giao lưu để học hỏi ha. Cây này này cũng khá là đẹp rồi cả nhà, sửa mầm chỉnh tề hết ha. Lại đi tược tiếp rồi cả nhà, thì mình đi một cây nữa, cây sau có thể mình sẽ kiềm chế lại rồi không cho đi nhiều nữa ha, bấm hoài luôn. Cây này năm nay tàn rất là kẹo đẹp luôn đó nha, năm rồi thì hơi thưa cành ha. Cây này thì em nuôi cho ông chú nè, ông khách nữa nha, cây tứ quý đẹp này, nay cũng năm rồi chơi, năm nay chơi năm thứ hai nè cả nhà, quá trời cái phong tạm thương. Đây, cây này cũng để cũng khá nè. Dạ rồi thì một lần nữa rất cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã ủng hộ kênh, đăng ký kênh. Thì cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ kênh mình nha. Thì chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe ha, và thành công trong mọi công việc nha. Dạ rồi, em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những cái video tiếp theo.